Ý nghĩa cây nhật mật hương xuân. Đặc điểm của cây nhất mạt hương. Trước khi đi vào ý nghĩa của cây nhất mạt hương, bạn có thể tìm hiểu đôi nét về đặc điểm của loại cây cảnh này. Cây nhất mạt hương còn có tên gọi là sen đá lá thơm bởi cây tỏa ra mùi hương nhẹ và dễ chịu khi chạm tay vào. Đặc điểm của cây nhất mạt hương đó là ưa khí hậu mát mẻ, thích bóng râm và dễ nuôi trồng với khả năng phát triển nhanh chóng. Lá của cây nhất mạt hương có hình tròn nhỏ màu xanh lục, mép lá có hình gợn sóng như răng cưa, cây nhỏ nhắn xinh xắn nên được trồng trong chậu nhỏ đặt trên bàn làm việc hoặc ban công rất hợp. Cây nhất mạt hương không cần quá nhiều nước, bạn chỉ cần tưới nước 2 lần trong một tuần đảm bảo đủ nước để cây sinh trưởng và phát triển tốt chứ không cần tưới quá nhiều sẽ làm cây úng nước dẫn đến thối gốc và chết. Nhiệt độ lý tưởng để cây nhất mạt hương phát triển ổn định vào khoảng 20 đến 30 độ C. Không nên để cây ra ngoài nắng vào mùa hè vì cây sẽ có hiện tượng khô héo, thâm lá, nhẹ thì cây sẽ chậm ra hoa, nặng thì cây sẽ héo và chết. Cây nhất mạt hương là cây sống tự nhiên nên không cần cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng. Chỉ cần pha loãng phân với nước sau đó tưới vào quanh gốc, lưu ý không được tưới quá nhiều vì cây rất nhạy cảm với các loại thuốc cũng như phân. Đây là một số đặc điểm cơ bản của cây nhất mạt hương, bạn nên nắm được để trồng và chăm sóc cây được tốt nhất. Ý nghĩa cây nhật mật hương xuân, ý nghĩa cây nhất mạt hương. Cây nhất mạt hương có rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của con người. Nhưng ý nghĩa đầu tiên phải kể đến đó là làm đẹp không gian sống của chúng ta. Bạn có thể đặt một chậu cây nhất mạt hương trên bàn làm việc sẽ giúp tinh thần thư thái và thoải mái hơn rất nhiều đó. Không gian có cây xanh sẽ giúp hài hòa hơn, dễ chịu hơn và giúp bạn thấy tràn đầy ý tưởng cho công việc. Một chậu cây nhất mạt hương đặt ở ban công, trong phòng khách, trên giá sách sẽ giúp ngôi nhà của bạn gần gũi với thiên nhiên, giảm thiểu cái nóng của mùa hè nữa đó. Chắc chắn cây nhất mạt hương mang ý nghĩa về thẩm mỹ rất lớn khi được bài trí phù hợp trong từng không gian. Ý nghĩa tiếp theo của cây nhất mạt hương đó là có tác dụng đuổi muỗi. Với không gian ẩm thấp và nhiều côn trùng, đặc biệt là muỗi thì cây nhất mạt hương có tác dụng mà bạn không ngờ đâu. Với mùi hương nhẹ tỏa ra từ cây sẽ hạn chế côn trùng tấn công ngôi nhà của bạn, đuổi muỗi hiệu quả, giảm thiểu các bệnh về da cho con người. Vì vậy không chỉ làm đẹp mà cây nhất mạt hương còn rất tốt cho sức khỏe của con người nhờ hương thơm dịu nhẹ, giúp tinh thần của bạn thư thái và thoải mái hơn nhiều đó. Ý nghĩa quan trọng của cây nhất mạt hương trong phong thủy đó là cải thiện vượng khí và mang đến nhiều may mắn cho gia chủ. Cây nhất mạt hương thể hiện cho tình yêu sâu sắc, vĩnh cửu nên nhiều người lựa chọn cây nhất mạt hương như món quà để tặng cho nhau. Trong tình bạn, cây nhất mạt hương còn là biểu tượng của sự trung thành, trung thủy nên đây cũng là quà tặng ý nghĩa dành cho những người bạn thân của chúng ta.